chơi với bọn mình em ơi. Từ thôi, trong của em đã chơi đi. Không người thằng hậu lên sút nhẹ ấy, Trung nó sút nhẹ lên vào nhìn nó chuẩn lắm mà sút mạnh nó lên trời không ạ. Đẩy đẩy lên đẩy đẩy qua đây sắp lên rồi đẩy luôn em đẩy luôn em đúng rồi đẩy đi chắc con nửa chân này như lên cứ nhận mà đóng như sợ gì. Chuyện này các con lo chuyện này lắp không tiếp. Đó, đóng được thì đóng. Đấy. Đủ sao để hỏng người ta. Chủ động chạy quá. Trời ơi, đủ quá. Cái gì vậy? Phải banh giùm à? Chạy quá. Đông, đông, đông. Chuyên về đi. Chạy trước là lấy cảm giác thôi. Là phải lấy lại phong độ chứ. Ăn một, ăn một. Để từ từ lên bơ. Gặp lớn quá.
Mày ép bóng quá. Không, anh đá giả trường miếng với người kia đá dựng đá lớn với bãi sát. Đấy, quen. Hai đôi. Thì anh kêu dặn anh đi đó. Lớp mấy rồi? Lớp 9. Năm nay lớp 9. Lớp 9 rồi. Lớp nó chưa ấy được. Chưa đè. Nếu mà tên so thời bây giờ lớp 9 như vậy là coi á. Thời bây giờ mấy đứa lớp 6 nó còn cung. Còn cao còn. Chạy về. Ôi thôi xong mẹ rồi. Ông chạy luôn. Hai cánh ra chạy.